chơi, nhưng mà ở nhà đây thấy vắng vắng. Linh thì nó ở với con, nó quay đi quẩn lại chỉ có thở. Hát gì đây? Cái đầu đường để phóng nhanh.
đúng rồi. Xấu hơn ở đường ở Thụy Khuê anh ạ, rộng tí hơn, nắng nó ba nó bốn.